lưỡi lợn đừng mãi chỉ luộc, làm thành món này ngon nhất nhối, nhậu cực tốn mồi. Món này thích hợp để các anh chồng lai like trai làm mồi nhậu, hoặc đơn giản ăn với cơm cũng rất ngon. Nguyên liệu: hai cái lưỡi heo, hành lá, cừng, hoa hồi, quế, đường phèn, nước tương, muối, hạt tiêu. Cách thực hiện: ngâm lưỡi heo 2 tiếng trong nước lạnh, thay nước 2 đến 3 lần. Cho lưỡi heo vào nồi, thêm nước lạnh, rượu nấu ăn, cừng để khử mùi hôi, đun nhỏ lửa cho đến khi sôi thì tắt bếp khi lưỡi heo còn ấm nóng, dùng dao cạo sạch lớp màng trắng trên lưỡi, tách ống cổ họng, rửa sạch để nguội nhanh. Bắt đầu một nồi khác, cho các loại gia vị vào nồi, thêm ít nước, gừng, nêm nếm vừa độ mặn ngọt, cho lưỡi heo vào, đun trên lửa lớn sau đó hạ lửa vừa, nấu trong 30 phút. Hết thời gian, vẫn để lưỡi heo tiếp tục ngâm trong nước sốt, càng ngâm lâu càng ngon, sau đó vớt ra cắt thành miếng nhỏ. Muốn món này con cần nắm vững 31 thời gian sau. Thời gian luộc, thời gian chần qua nước nóng ngắn, vì lưỡi heo không có cân, đun sôi quá lâu sẽ trở nên dai hơn thời gian ninh, lưỡi heo sau khi chín, phần mô bên trong sẽ không còn sơ, vị thơm, mềm lạ, không cần nấu quá chín, trong 20 đến 30 phút là đủ. Nếu ninh lâu sẽ khiến lưỡi heo sần sùi, không ngon. Thời gian ngâm, mặc dù lưỡi heo đã chín nhưng vẫn chưa ngấm gia vị, khi ngâm thêm sẽ khiến vị đậm đà hơn, thời gian càng lâu càng tốt.